Con gái, 6 tuổi rồi, đã đến lúc con biết mình có bao nhiêu phần trăm chất độc trong cơ thể để biết mình là loài rắn mạnh hay yếu. Mẹ ơi, hình như con không có phần trăm nào hết trơn á. Ờ kìa, sao vậy? Tất cả mọi người đủ 6 tuổi sẽ biết mình có bao nhiêu phần trăm chất độc mà. Còn phải giống ba với mẹ là loài mạnh nhất cơ chứ. Em yêu xem kìa, con bé thậm chí còn không có răng nanh nữa. Bác sĩ kiểm tra con tôi xem nó có ổn không? 6 tuổi rồi mà nó vẫn như con người bình thường. Nếu không phải là loài hổ mang như chúng ta thì toang. Cô cứ bình tĩnh để tôi kiểm tra con bé. Cô bé, con lấy nước bọt cho cô xin nhé. Tốt, đợi cô tí. Rõ ràng là không nhảy lên được một tí phần trăm chất độc nào ta. Mẹ ơi, có khi chị hai không phải là con gia đình rắn hổ mang của nhà mình đâu. Cái thằng bé này, sao nó linh tinh vậy hả? Hay, nếu 16 tuổi mà chị hai con vẫn không nhảy lên được tí phần trăm chất độc nào trong cơ thể thì gia đình nhà ta hiểu rồi đó. Chuyện gì tới thì nó tới nha con gái. Các em tập trung nghe thầy chia nhóm nha. Các em có phần trăm chất độc từ 1 đến 30 vào nhóm xanh lá, có sức mạnh yếu nhất. Nhóm thứ hai 31 đến 50 một cam, nhóm cuối cùng là 51 đến 100 màu đen. Thầy ơi, em nhóm nào ạ? Phần trăm chất độc em chưa có. Cái gì vậy nè, em vào nhóm xanh lá đi, cố gắng với bao người, nếu không sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra với em đấy. Các em nói lại thông tin cho thầy nè, rắn hổ mang mạnh nhất có 100% chất độc. Các em nhóm màu đen cực kỳ nguy hiểm và đem lại cái chết cho con người ngay lập tức. Các em có chất độc 50%, khi cắn loài người sẽ yếu dần và tắt thở trong 2 ngày. Thầy ơi, còn nhóm tụi em chỉ 1-30% chất độc thì sẽ như thế nào ạ? À? Nhóm này không có khả năng giết loài người, các em vô hại. Mẹ ơi, sao bao nhiêu năm mà con vẫn chưa có phần trăm chất độc nào trong cơ thể thế? Mẹ không hiểu nổi, nếu con thuộc loài người thì nguy kịch sẽ đến với con. Con sẽ là con mồi cho bọn hổ mang mạnh nhất. Mẹ lo cho con quá. Gia đình mình ai cũng 99% chất độc là nhóm hổ mang mạnh nhất rồi đó. Hôm nay là buổi kiểm tra phần trăm chất độc cuối cùng để chia lớp cho các em luôn nha. Thanks, cô bé này, nếu kỳ này mà Tết không có phần trăm nào là hiểu rồi nha. Dạ vâng thưa thầy. Tớ đạt được 99% lần này các cậu ơi. Tớ sẽ được học lớp thượng lưu. Vậy này, chắc chắn cậu là loài người đi lạc vào đây hiến thân đúng không nè? Cho bác xin mẫu nước bọt của cháu nha. Cảm ơn cháu, đợi bác vài giây. Ủa cái gì vậy nè, phần trăm chất độc của cháu đạt tới con số khủng thế này. Tại sao mình lại có tới 10.000% dữ vậy? Chuyện này không thể xảy ra được, phần trăm max là 100% thôi. Thầy nói đúng, lịch sử xưa giờ 99% đã ít, 100% lại hiếm. Sao lại có người lại vượt quá con số max này được? Thầy kiểm tra cậu ta lại lần nữa đi cho chắc à. Ờ, cho thầy xin lại mẫu nước bọt của em nha. Dạ. À. Gì vậy thầy? Chưa kịp đưa vào máy kiểm tra mà cái que thử nó đã tan chảy rồi. Mẹ ơi, con về rồi đấy. Gì làm sùm vậy? Sao có chuyện gì? Dạ hôm nay trường test chất độc cho con số lên tới 10.000% lận. Gì cơ chứ? Để mẹ đi nói ba ngay. Gì? Gia đình nói gì với số phần trăm chất độc khủng của cậu rồi? Có nói về rắn hổ mang bọt chúa gì đó, tớ cũng không biết nữa. Tớ không nghĩ chất độc mạnh tới mức tan chảy que thử một cách nhanh chóng như vậy luôn á. Cậu thử nhỏ nước bọt xuống đất thử xem. What the hell? Bê tông mà chảy ra luôn kìa. Khiếp. Này, cậu có chuyện quan trọng gì muốn nói cho tớ biết hả? Tớ muốn nói cho cậu biết, cậu thật sự là rắn hổ mang bạo chúa, người có khả năng thống trị vùng này. Ba tớ là giáo sư, nên khi nghe tớ kể là biết ngay. Cậu nói thiệt chứ? Tất nhiên rồi, tớ sẽ cho cậu gặp ba tớ, ông ấy sẽ chứng minh cho cậu thấy. Mẹ có đi học về rồi đây. Nhi, con gom dọn đồ của con vào hết vali đi. Ủa mẹ đâu rồi? Sao mẹ không ra đây nói chuyện, ở trong phòng vậy? Giờ con nguy hiểm lắm, mà đừng có bận tâm. Thu gom hết đồ đạc đi nhé, rồi đi tới địa chỉ mẹ gửi để được an toàn. Trời ơi, Nhi ơi, sao con lì quá vậy? Chưa chịu đi nữa. Mẹ đang cố bảo vệ con khỏi sự nguy hiểm đó. Con nhất thiết phải đi hả mẹ? Đúng rồi, con thực sự là rắn hổ mang bạo chúa. Sẽ có rất là nhiều kẻ muốn giết con vì con đem lại sự nguy hiểm cho các loài yếu và con thì bất tử. Nhi, cậu còn chưa đi trốn sao? Ở đây chuẩn bị săn đuổi hả?
Luffy à, cuộc sống có rất là nhiều thứ xảy ra với mình. Không phải cái gì xảy ra rồi cũng trốn mà trốn. Khó khăn chắc chở tới thì mình cứ đối diện thôi rồi giải quyết từ từ. Tôi không có sợ, mặc kệ. Còn có chắc là sẽ giữ được sức mạnh hiện tại của mình mãi không? Chuyện đó tôi không biết nữa. Tới đâu hay tới đó. Cậu ta đây rồi, bắt cậu ta lại ngay. Mấy người tính làm gì tôi hả? Tránh ra, nếu không thì cho mấy người tan chảy hết đó. Chúng tôi đã có đồ bảo hộ khỏi lời độc từ rắn hổ mang bộ chúa rồi. Mấy người, bắt cậu ta trước khi cậu ta quá mạnh. Bây giờ tôi chính thức là rắn hổ mang bộ chúa. Đừng hòng bắt được tôi. Nếu đụng vào tôi, đừng có mà hối hận. Ờ, sợ quá, đi theo tôi. Ây da, tụi tôi nó bỏng rát quá. Yeah, cậu phải hiểu là bây giờ cậu rất là nguy hiểm và ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Để tới giúp cậu nhé. Ây da, cái ghét mình bị làm sao vậy trời? Cậu thấy chưa, giờ cậu làm gì mọi thứ cũng tan chảy rồi hỏng hết. Tớ có hai sự lựa chọn cho cậu đây. Một, tớ không can thiệp nữa, nhưng sắp tới sẽ có nhóm người chuyên săn bắt rắn hổ mang bảo chúa tới tìm cậu. Hai, hoặc là cậu sẽ truyền chất độc cho tụi tớ qua ống nghiệm để giảm bớt phần trăm. Như vậy cậu sẽ không bị săn bắt nữa. Ủa Nhi, nghe nói cậu chấp thuận điều kiện truyền chất độc cho nhóm thằng Robber à? Tớ biết phải làm sao đây, bây giờ như thế nào cũng không yên ổn. Nếu mà không chọn cái điều đó, cũng sẽ có một nhóm người tới giết tớ. Nhi, tới giờ truyền độc rồi, đi theo tớ. Cậu phun nước bọt qua ống nghiệm này, nó sẽ truyền tới máy lưu trữ luôn. Ok rồi, cảm ơn cậu. Mẹ ơi, nhà mình xưa giờ có ai là rắn hổ mang bảo chúa chưa ạ? Có rồi, cách đây 4 đời rồi và ông đã bị bắt giết quăng xuống vực thẳm. Nghe ghê quá à, sao lúc đó ông không truyền độc đi để cho đỡ bị truy bắt nhờ? Này con gái, đừng có nói là con truyền cho ai bớt rồi nha. Luffy, mẹ tớ có thái độ kỳ lắm khi mà tớ đề cập tới cái việc mà truyền độc bớt đi. Tớ hiện không biết như thế nào trong trường hợp như cậu luôn. Nhi, tới phòng 101 gặp tớ nhé. Cậu có chắc là ổn không vậy? Ổn mà, tớ đã hỏi ba tớ giúp cậu không bị săn đuổi rồi, tin tớ. Vẫn làm như vậy, hôm nay tớ sẽ lấy 10.000% nhé. Này, cậu tưởng mình đang là tâm điểm đúng không? Alex, cậu nói linh tinh gì vậy? Ơ kìa cái tên này. Nước bọt cậu, làm tan chảy bê tông được á? Không thể nào. Luffy, thằng Alex nó mạnh ngang tớ á, nó có thể làm bê tông tan chảy. Nó là con hiệu trưởng đó, tớ nghi thằng Rubber là tay sai của hiệu trưởng. Cái gì trời? Các em tập trung tới phòng xét nghiệm nhé. Cho bác xin một nước bọt nhé. Sao chất độc trong cơ thể mình giảm đáng kể như thế này? Bởi vì chất độc của cháu đã được truyền qua cho đứa con Alex của ta hết rồi. Cái gì chứ? Đúng là đồ ngu. Rubber đã lấy độc của cậu đưa cho ba tôi. Và giờ tôi là rắn hổ mang bảo chúa mạnh nhất rồi. Cái quái gì xảy ra với mình vậy nè? Nè cháu, phải đi theo các chú. 3, dạ, khoan đã. 2 Cháu có một số vấn đề cần phải giải quyết. Số phần trăm này là sai, không phải là số thật. Ok, cháu có 3 ngày đó. Vậy sao cậu có thể có âm 1% chất độc được lại vậy? Tất cả là tại thằng Alex láo toát con của hiệu trưởng. Nó đâu rồi? Ở phòng hiệu trưởng với ba nó đó. Tên đường Rubber kia, thằng Alex sẽ sớm bị đội săn bắt ngay thôi. Đừng có tưởng là mày là hay nhé. Cậu sai lầm, ba nó mua chuộc hết rồi. Bây giờ người bị săn lùng cho bọn mạnh nhất làm thịt là cậu đó. Nhi ơi, sau nay phần trăm con xuống âm luôn rồi. Có chuyện gì nữa sao? Thằng con hiệu trưởng, nó lấy hết của con rồi mẹ. Thằng ranh con đó muốn thống trị thế giới rồi. Luffy ơi, mình gọi đến chính phủ kêu bắt thằng Alex đi. Nó chuẩn bị thống trị thế giới rồi. Cậu có chắc chắn không đó? Chắc chứ, nhìn cái cách của nó là biết. Này các cậu, nay tớ mất hết chất độc trong cơ thể Như Nhi rồi, không hiểu nổi. Ây da, tớ cũng vậy, mất hết rồi. Này các cậu, chắc chắn thằng Alex nó hút hết của mọi người rồi đó. Mẹ ơi, có cách nào lấy chất độc từ thằng Alex coi hiệu trưởng không mẹ? Mẹ thật sự chịu thua luôn. Nhưng mà có điều vô lý là bây giờ nó làm bằng cách nào mà có thể lấy chất độc vào người vô hạn như vậy được? Vậy trước đó là như thế nào vậy mẹ? Trước đây chỉ có 1.000.000% chất độc tồn tại trong cơ thể loài bảo chúa thôi. Là chất độc tự diệt nó luôn rồi, vì quá sức chịu đựng của cơ thể. Bây giờ chúng nó làm cách nào mà có thể lấy chất độc vô hạn vào cơ thể thế nhỉ? Luffy, mẹ tới nói chất độc nếu mà vượt quá sức chịu đựng của bản thân á thì cơ thể nó sẽ tự hủy.
thằng Alex chắc chắn sẽ tiêu đời thôi. Không biết nó tiêu trước hay thế giới tiêu trước, nó đã giết chính phủ đêm qua rồi. Ôi mẹ ơi. Di tới phòng 202 gặp tớ. Cậu là cái thá gì mà tớ phải nghe hả? Cầm mồm mà đi theo tớ, nếu không muốn chết. Tên kia, cậu muốn cái gì đây? Tớ chỉ muốn thay lời muốn nói từ ngày hiệu trưởng. Mục tiêu của chúng tôi đã đạt được và bây giờ thế giới đã nằm trong tay bọn tôi. Cơ thể của Alex đang hết chịu đựng nổi khối lượng phần trăm chất độc này rồi. Thế nên... Thì mấy người tự cứu cậu ta đi. Nói tôi làm cái gì? Cậu nhận giúp chúng tôi khối lượng phần trăm chất độc này nhé. Thanks. Mấy người đúng là kẻ ác nhân. Chất độc này sẽ giết mình. Có gì đâu, da cậu sẽ bong chóc ra từ từ. Này Alex, đừng có buông lời cay đắng thế. Dù gì cậu ấy cũng đã hy sinh chết thay cậu mà. Nhi ơi, con tính sao với khối lượng chất độc này đây? Dạ cho con đi truyền bớt cho mấy bạn cần chất độc á mẹ. Tùy cơ thể người ta có thích nghi được loại độc trong cơ thể của con không mới truyền được số lượng lớn. Chứ nếu mà truyền ít ít thì con cũng sẽ chết trong 9 tiếng nữa thôi. Cơ thể con sắp hết chịu nổi rồi. Trời ơi, cậu sống chỉ còn được 7 tiếng nữa kìa. Thằng Alex bây giờ là chính phủ thống trị bọn mình rồi đấy. Bọn ác nhân này nhanh đấy. Có một trường hợp trong lịch sử vào năm 1679. Một người đàn ông có hơn 6 tỷ phần trăm chất độc trong cơ thể và rồi... Và rồi sao thầy? Như thế nào ạ? Thì ông ta chết dần do chất độc tự phân hủy cơ thể ông ta. Da trên cơ thể bong chóc và các tế bào teo lại, tiêu tan thành chất lỏng. Nhê, cậu khỏe không? Tên bẩn thỉu này. Thôi nào, cậu sẽ an nghỉ sớm thôi. Còn tớ sẽ sống tốt với vai trò là rắn hổ mang bạo chúa thống trị thế giới này. Cậu cẩn thận, nếu tôi không chết thì coi chừng cái mạng của cậu sẽ không biết như thế nào đâu. Sao hả? Các em tập trung ra sân trường để chào mừng Alex, người thống trị vĩ đại của chúng ta. Thôi tiêu rồi, mình còn có 5 phút nữa thôi là cơ thể sẽ tự hủy rồi. Thầy hiệu trưởng ơi, em không ra sân đâu nha. Nếu em không ra chào mừng ngài Alex vĩ đại, sẽ có người buộc tới giết gia đình em. Tớ nói nhỏ. Đi đi, nhưng cơ hội này, nếu cậu ta tiếp cận cậu, hãy phun nước bọt vào mặt cậu ta trước khi cơ thể cậu tan biến. Hãy chào mừng bằng sự biết ơn với ngài chính phủ Alex vĩ đại của chúng ta. Chào các thần dân bé nhỏ. Này nhé, cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Hết thời gian để cậu sống rồi. Oh my god. Thầy ơi, Nhi cậu ta không bị tan biến bởi chất độc, mà bây giờ cậu ta còn có chất độc vô hạn nữa. Thầy đã có đọc qua cuốn sách truyền thuyết học, chỉ có thần rắn hổ mang mới có khả năng chứa chất độc vô hạn này. Nhi, theo thầy tới phòng y tế, thầy sẽ kêu chuyên gia tới kiểm tra cho em. Vậy em là loại nguy hiểm nhất hả thầy? Đúng vậy, nhưng để kiểm tra xem, vì trong sách thầy đọc không có đề cập tới thời điểm tồn tại của loài này. Không thể nào, cậu ta còn sống được. Chắc chắn cậu ta có mưu gì đó rồi. Cho cô xin nước bọt để kiểm tra DNA. Có đúng như thuyết xưa đã nghiên cứu là loài này sẽ tồn tại nhưng không biết vào thời điểm nào. Trời đất ơi, gì vậy cô? DNA của cháu khớp với loài thần hổ mang mà trong sách truyền thuyết y học đã ghi lại. Trời trời, con gái. Mẹ không ngờ lại đẻ ra đứa con là thần rắn, loài bí ẩn mà cả ngàn năm nay các nhà khoa học nghiên cứu đó. Bây giờ con chọn một trong ba lá bài này đi. Cái gì vậy mẹ? Con cần có người theo bảo vệ và người này sẽ là hậu vệ của con sau này. Mẹ cho cả ba người bảo vệ con đi, thế giới này nguy hiểm quá. Cả ba thì quá khả năng trả lễ cho họ, chọn một thôi. Từ khi chia nhóm, các em có hỗ trợ nhau tốt không? Nhi, em đợi nhóm mạnh nhất nha, nhớ hỗ trợ các bạn. Dạ. Alex, cậu sao rồi? Ngạc nhiên khi tớ còn đứng đây không nào. Thôi không hiểu nổi mà, cậu là cái quái gì thế? Do cậu mà bây giờ tôi không còn được ở vị trí thống trị vĩ đại đó. Ôi, đáng thương quá. À, mặt tôi, nó đang chảy ra, đồ khốn. Nhi ơi, có tin nóng lắm luôn. Hiệu trưởng đã thấy xác con trai của mình ở sân sau. Cái xác mất tiêu cái đầu luôn, không biết đã có vụ việc gì. Trời, thật vậy á? Nghe ghê quá. Thôi, thằng đó đáng bị vậy. À mà cậu đã tìm được người hậu vệ cho mình chưa? Cái đó, mẹ tớ lo cho tớ rồi. Chào Nhi, rất vui được là người hậu vệ cho cậu sau này. Chào cậu, bảo vệ tớ có cần được cha vậy không?
lại đây với tớ. Trời ơi, cậu làm gì kỳ lắm. Nụ hôn với cậu thật ngọt ngào. Bây giờ thì chất độc trong cơ thể cậu đã biến thành đá rồi. Yeah. Tell him to watch it. Now I ain't talking my pockets. Just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she sliding. Tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole. I'm beating it down. I'm back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah.